đấu bảo vệ quê hương đất nước, xây dựng hậu phương vững mạnh, thực hiện khẩu hiệu thóc không thiếu một tên, quân không thiếu một người, tất cả cho Điện Biên, tất cả cho tổ quốc quyết sinh. Thủ đô năm 1947, giặc Pháp giáo diết tấn công vào miền Bắc, chúng tập trung 2 vạn quân tinh nhuệ, 800 xe cơ giới, 40 máy bay, 40 cano tàu chiến. Về phía quân ta, dân quân Sơn Lô thực hiện chính sách vườn không nhà trống, đặt mấy phòng quân địch nhảy dù dọc theo Sơn Lô, bắt 3 kẻ lớn ở Tiên Du, đầu hàng sắp đăng. Quân Pháp tổ chức gọi kỳ tiến lên Việt Bắc. Gọi kỳ thứ nhất gồm binh đoàn quân bộ, một số đại đội lĩnh thủy, công ty cơ giới đánh chiếm Bắc Cạn. Gọi kỳ thứ hai gồm 2 binh đoàn quân đội, một đại đội lĩnh thủy đánh bộ, công binh pháo binh dùng 40 cano tàu chiến vượt theo sông Lô, và 2 gọi kỳ gặp nhau tại đại thi rồi càn quét đến tản biệt. Trước tình hình đó, bộ đội được lệnh chuẩn bị tấn công, một tiểu đoàn mai phục từ ngã ba sông Lô sông chảy đến làng Sài Lĩnh. Dân quân xung kích của xã Chí Thắng, Hiếu Đô là một đội kỳ binh ở 2 bên bờ sông, dùng bưởi bôi đen làm thủy lôi, đốt bột cương, đốt phá cối trong từng sắt để chào hoài. Dân quân xung kích của xã Bằng Lương, Thọ Sơn và các xã lân cận làm nhiệm vụ tuần tra phục vụ cho bộ đội. Đúng 12 giờ ngày 24/10/1947, 6 máy bay địch xuất hiện trên bầu trời bất ngờ, điểm hồ cho 5 tàu giặc lực tiến xuôi dòng. Thì con giặc đến trước biên rừng, cách 300 mét, pháo ta gầm lên nhấn chìm tàu của địch, địch lính địch hoan hoan nhảy ao xuống sông, thì quân ta không kích tiến mạnh, làm cho quân địch vô cùng khiếp đảm. Trong trận này ta đã lưu diệt khoảng 350 tên địch, quân giặc hoang mang đến tột độ, cố gắng tập hợp lực lượng chạy về phía Tuyên Quang và bị quân ta chặn đánh trong tơi bời. Tổng kết chiến thắng Sông Lô, quân Pháp bị thương khoảng 900 tên, bắt sống 290 tên, 6 chiếc tàu chiến và cano bị tiêu diệt, hàng chục chiếc khác bị thương, 1 máy bay bị bắn hạ. Thưa các đồng chí, chiến thắng Sông Lô là một chiến công hiển hách với bao hy sinh xương máu của quân và dân ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2016, chiều ngày 16 tháng 11, đồng chí Nguyễn Minh Xuyên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban dân huyện đã về dự chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại khu dân cư số 8 xã Ngọc Quan. Cùng về dự có đồng chí Phùng Đức Ấm, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban dân vận huyện ủy, các đồng chí lãnh đạo đảng ủy, chính quyền địa phương. Khu dân cư số 8 hiện có 298 hộ với trên 1.000 khẩu. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhân dân trong khu đã tích cực lao động sản xuất, năng động phát triển ngành nghề, thương mại dịch vụ, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập. Đời sống của nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới là 2,3%. Bình quân thu nhập đầu người đạt trên 30 triệu đồng trên người trên năm. Chương trình xây dựng nông thôn mới được nhân dân trong khu nhiệt tình hưởng ứng. 96% hộ gia đình trong khu đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Khu dân cư số 8, xã Ngọc Quan, 35 liền được Ủy ban dân huyện Đoan Hùng công nhận là khu dân cư văn hóa cấp huyện. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân huyện Nguyễn Minh Xuyên đã ghi nhận biểu dương những kết quả mà nhân dân trong khu đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong thời gian qua.
đồng thời đề nghị cán bộ và nhân dân trong khu tiếp tục chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, xây dựng khu dân cư, gia đình văn hóa, không ngừng thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Lòng bằng quê.